Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biến. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thân, tối phải viên. Đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Nguyên liệu nấu ăn ngon nhất. Tiểu Hoa, bạn nói xem ba mẹ của chúng ta sẽ thích ăn món chúng ta nấu chứ? Chỉ cần chúng ta dụng tâm làm thì ba mẹ sẽ thích ăn. Ừ. Hiu Hiu, khoai tây của bạn nè. Ngưu Ngưu, chúng ta nấu cơm thái rào nên tỉ mỉ mới đúng. Không thể chỉ biết dùng sức thôi. Bạn nhìn đậu cô ve mà Hiu Hiu cắt kìa. Đa phần đều dài như nhau, như vậy nhìn vừa đẹp lại dễ xào. Ngô Ngô, hay là bạn bái mình làm thầy đi. Có gì ghê gớm chứ, cùng lắm mình không làm nữa. Hiu Hiu, Ngưu Ngưu, hai đứa như vậy là không tốt. Nghe được khen ngợi thì đắc ý, nghe được phê bình thì không vui, đều khiến con người ta mất đi sự tín nhiệm và giúp đỡ của bạn bè tốt. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ không làm tốt được bất kỳ việc gì. Tiểu Sủng ca, anh tới giúp tụi em đi, tụi em có rất nhiều cái không biết làm. Anh làm gì có bản lĩnh lớn như vậy, nhưng anh có thể tìm một trợ thủ tốt cho các em. Hả? Không ngon, không ngon, tất cả đều không ngon. Cũng đâu phải nấu cho chú ăn đâu. Chú hỏi các con, có muốn nấu ra những món ăn ngon không? Dạ muốn. Vậy được. Hai con đến Trung Lũng Thần Kỳ tìm nước giếng, ánh sáng mặt trời và quả băng đi. Tìm đủ rồi thì có thể làm ra nguyên liệu nấu ăn ngon nhất. Hiu Hiu, hai đứa phải nhớ kỹ, chỉ có bỏ được kiêu ngạo và nóng nảy, tin tưởng và quan tâm lẫn nhau mới có thể tìm thấy được tất cả nguyên liệu. Tiểu Sủng ca, anh cứ yên tâm đi. Tạm biệt. Phải làm sao mới có thể múc nước giếng đây? Nhìn mình nè. Thật quá đơn giản. Mình chắc chắn chỉ mất một lát là có thể tìm được ba loại nguyên liệu thôi. Có gì ghê gớm chứ, chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Đợi mà xem, tìm nguyên liệu còn phải nhờ vào mình mới được. Đừng tìm nữa, nhìn mình nè. Bỏ đi, bạn làm như vậy không có được đâu. Để mình. Đừng chém gió, mình còn đẩy không được hòn đá này thì bạn càng không có khả năng. Dốc quá đi, chắc bạn không dám đi đâu ha. Đau quá. Hả?
Chỉ thiếu chút nữa thôi. Chỉ cần mình nhảy cao thêm chút nữa. Thêm chút nữa thôi. Bạn không bỏ sức ra thì thôi, sao lại còn uống nước nữa? Ai nói vậy? Nhìn mình lấy ánh sáng mặt trời đây. Bây giờ còn lại quả băng thôi. Bạn chờ đó mà xem, mình nhất định lấy được quả băng. Chậm chút. Nhìn chuyện tốt mà bạn làm kìa. Vậy bạn nói xem phải làm sao đây? Nhìn mình đây. Nhổ cây lên. Hiêu hiêu, thứ tròn tròn đang lăn khắp nơi là gì vậy? Bạn đợi một chút. Tìm thấy quả băng rồi, nhưng chúng ta lại bị nhốt ở đây. Sao vậy? Mình cũng không biết nữa. Hiêu hiêu, có thể cho mình uống một chút nước trong ly không? Sao trong nước toàn là cát vậy? Hiêu hiêu, bạn nói xem bây giờ chúng ta phải làm sao ra ngoài đây? Cái này mình cũng không nghĩ ra cách. Ngô Ngô, xin lỗi. Là do mình không nên tự cho rằng bản thân có chút thông minh mà dương dương tự đắc, trái lại quên mất người bạn tốt như bạn. Không không, mình cũng vậy. Cứ luôn nghĩ làm sao giỏi hơn bạn, trái lại toàn là bản thân xui xẻo. Ngu ngu, mình đã nghĩ ra cách rồi. Đi theo mình đi, nhanh lên. Ngu ngu, bạn hãy đạp lên vai của mình đi, mình sẽ đẩy bạn lên. Hiếu hiếu, vẫn là để mình đẩy bạn lên đi, mình khỏe hơn bạn một chút. Mình giới tới rồi. Ngu ngu, nhảy cao hết sức vào, mình kéo bạn lên. Thật tốt quá, cuối cùng cũng lên trên được. Chúng ta ra ngoài thôi. Ngu ngu, cẩn thận trơn ngã. Vậy chúng ta dùng cách đi của bạn để leo lên thì thế nào? Cách đi của mình chính là đi chéo sang một bên đó. Đúng rồi, bản thân mình cũng quên mất. Thật tốt quá, cuối cùng ta cũng thoát ra khỏi nguy hiểm rồi. Hiểu hiểu, xem ra sự thông minh của bạn vẫn có tác dụng lắm đó. Cũng không thể thiếu được sức mạnh của bạn. Được rồi, chúng ta phải đi tìm lại nước giếng và ánh sáng mặt trời thôi. Không rồi, quả băng còn ở trong động đó. Bạn nhìn xem. Hỏng rồi, hỏng rồi. Bạn hãy bỏ vào đi. Lần này xong rồi. Ngu ngu, đừng nghĩ ngợi nữa. Không phải bạn nói khác sao? Mà uống ngụm nước đi. Thật ngon quá. Hiếu hiếu, bạn uống thử xem. Ngu ngu, thì ra mình tìm đủ nguyên liệu rồi. Bạn xem trong nước này, không phải vừa có quả băng, còn có ánh mặt trời sao?
Đúng vậy. Mình hiểu rồi. Thứ mà sách dạy nấu ăn của bếp trưởng bảo chúng ta đi tìm không phải là nguyên liệu đâu, mà chính là để chúng ta học được tin tưởng và quan tâm lẫn nhau. Đúng rồi, Tiểu Sủng Ca có nói qua, chỉ khi chúng ta tin tưởng và quan tâm lẫn nhau mới có thể tìm được nguyên liệu nấu ăn ngon nhất. Tiểu Hoa, mình giúp bạn thái rau nha. Vậy để mình rửa rau, chúng ta cùng nhau cố gắng. Các bạn nhỏ ơi, xem xong tập này các bạn đã hiểu chưa? Nếu như chúng ta nghe khen ngợi thì vui vẻ, nghe phê bình thì tức giận. Như vậy sẽ đánh mất sự giúp đỡ của thầy tốt bạn hiền. Bạn bè không tốt cũng theo đó mà tới. Bởi vậy, chúng ta phải luôn giữ tâm cung kính khiêm tốn nha. Tạm biệt các bạn nhỏ. Nam.